Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay bán lô đất thuộc xã Lăng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tổng diện tích lô đất là khoảng 3 sào 7. Thân của nó bắt đầu ở đây nè. Từ cái cột bê tông này nè. Độ dài ra phía bên này là tầm khoảng 50 mét mặt tiền đường nhựa nha. Đường thông, xe hơi đi thoải mái. Hiện tại trái đất mình đang trồng cây ăn trái nha. Mít. Sầu riêng. Nó lên của mình tới đây là hết nè, tới cọc tầm này là hết nè, được khoảng 50 mét mặt tiền đường nhựa. Lô đất của mình là quay mặt về hướng tây bắc nha. Hiện tại đất của mình là chưa có thổ cư nha mọi người, nhưng mà đất phủ hồng lên được thổ cư nha. Có dân cư ở nha. Đất của mình là đất đỏ sỏi nha mọi người. Có bé tưới tự động hết rồi. Đây có một cái hố bơm nhỏ này. Cái view này. Nhà người ta ở dưới này. Đất của mình có một cái đoạn này là nó hơi chuyền xuống nha mọi người, chuyền xuống nha. Đó, chuyền dốc xuống. Đó, trồng sầu riêng. Sầu riêng đang ra bông nha.
À, tôi đây là khu đất, cái đùi đất của mình này này. Cái mặt phía bên kia được rào lưới B40 lại rồi nha. Ở phía sau đùi đất của mình cũng được rào lưới B40 lại rồi. Còn cái mặt bên này á là mới rào được một gần một nửa thôi. À, một nửa, còn một nửa chưa được rào nha mọi người. Tới đây này còn một đoạn này chưa được rào này. Phía trước cũng được rào rồi nè. À, từ cái đoạn cục bê tông này nè, đổ ra phía sau khoảng 50 mét á là chưa được rào lại nha, còn lại xung quanh là được rào lại hết núi hết rồi. Có rất là thích hợp với những ai làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì quá ok luôn nha. Chính này là tầm khoảng 500 mét nha. Cái hướng bên này là đi ra đường Mỹ Xuân Ngoại Giao mới nè, Mỹ Xuân Ngoại Giao Hòa Bình đó. Còn cái hướng này là đi ra đường Lăng Lớn Sở Bang nè, ra chợ Búa, trường học. À, phía bên kia là trường học này. Đây là đường đi qua đất của mình nè. Đó là thích hợp với những ai làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì quá ok luôn nha.